Con xin kính chào quý cha bề trên, quý cha, quý sơ, quý thầy phó tế, quý thầy chủng sinh và tất cả các anh chị em giáo dân đến từ các cộng đoàn, các giáo xứ, các vùng khác nhau hiện diện trong ngôi nhà thờ hôm nay. Kính thưa quý cha và quý anh chị em, nơi đây chỉ mới hơn một tuần trước đây, tuyết còn phủ trắng, bầu khí của mùa đông đang âm u lạnh lẽo và không ai có thể nghĩ rằng hơn một tuần sau đó có một cái khoảng một cái quãng trời tươi sáng ấm áp rực ánh nắng như hôm nay. Tôi nhìn về niềm vui của tất cả mọi người khi về nơi linh điện này, trong tay bát mặt mừng, trong lời chào hỏi han, trong cái niềm vui rộn rã tìm về bên mẹ, rồi nhìn về cái sự thuận tiện của thời tiết mà dâng lời tạ ơn Chúa về hồng ân bao la Chúa ban cho cộng đoàn chúng ta hôm nay được có một ngày thật nắng đẹp như vậy. Một tràng pháo tay dâng lên Thiên Chúa, tôi nghĩ rất là cần thiết. Con cảm ơn chúng ta, cảm ơn chúng ta. Vâng, thật là vui. Vui bởi vì một giáo hội Việt Nam thu nhỏ đến từ khắp nơi, ở nơi đây có tất cả. Và đặc biệt nữa, đó là chúng ta về đây ai cũng mang trong tấm lòng của mình cái tâm tình tạ ơn, chắc chắn là như vậy. Mẹ Maria 83 năm trước đang hiện ra ở tại nơi đây để có thể trở nên dấu chỉ của cái tình thương bao la của Thiên Chúa, mẹ của lòng nhân từ, của lòng thương xót của Chúa. Mẹ biểu lộ qua việc mẹ nói với mỗi người, nhất là những người nghèo khổ, hãy tìm về bên mẹ. Và tôi tin chắc rằng chúng ta tìm về bên mẹ hôm nay để tạ ơn mẹ về tất cả những gì chúng ta lấy nhận được. Còn hơn thế nữa, chúng ta về để cùng xin ơn nữa, xin có biết bao nhiêu điều để gửi gắm cho mẹ, người mẹ của những người con bé nhỏ là mỗi người chúng ta, linh mục, tu sĩ, chủng sinh. Tôi rất hân hạnh hôm nay giới thiệu với anh chị em sự hiện diện đông đảo của quý cha. Và trước hết phải nói tôi hiệp lòng với cha Đa Minh Nguyễn Ngọc Long của bên phải tôi đây, cha và cha Giuse Trần Đức Hưng cùng ba anh em chúng tôi cố gắng hết sức để có thể thực hiện cuộc hành hương hàng năm như thế này nhờ sự đáp ứng của tất cả mọi người, nhưng nhất là nhờ sự chúc lành của mẹ Maria. Xin cảm ơn hai cha, xin cảm ơn tất cả cộng đoàn. Nhưng vui lắm, đến từ cộng đoàn, từ giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam Hòa Lan còn có một khuôn mặt rất yêu thương. Tôi đang kiếm tên của ngài, cha Hieronimo Nguyễn Ngọc Linh. Xin mời cha Linh. Vâng, tôi ôi, cha một ca sở lớn lao của giáo xứ Hòa Lan. Rồi rồi bên Hòa Lan còn có cha Tạ Thanh Tịnh nữa. Xin kính chào và đón tiếp tất cả các cộng đoàn lớn nhỏ của giáo xứ Nữ Vương Các Thánh Tử Đạo Việt Nam đến từ Hòa Lan. Rồi đến từ Đức, vẫn là cột trụ của cuộc hành hương, chúng con rất vui sướng được đón quý cha dòng ân phúc của Cộng hòa Liên bang Đức, được có một cộng đoàn tu viện thánh thiện và lan tỏa sự thánh thiện đó cho chúng ta được hưởng. Hôm nay có những sự hiện diện của cha bề trên Giuse Trần Thanh Hải và cha Rafael Mai Quang Khoa cũng như cha Diego Thái Văn Thân, chúng con hết lòng vui sướng đón tiếp quý cha dòng đến với chúng con. Xin mời quý cha. Nhưng phong buộc còn có nhiều cộng đoàn, mà đặc biệt hai giáo đoàn của hai tổng giáo phận Khơn và A Thần, nhưng mà còn đến từ nhiều giáo đoàn khác. Và chúng ta được hân hạnh đón tiếp cha Đa Minh Trần Mạnh Nam, đặc trách cả vùng Trung Đức luôn. Xin rồi cha
con muốn có quên hai cha của đời của Đức nữa. Con xin kính mời cha Nam. Vâng, và Đức Sơn Bùa không có xa chúng ta lắm, có một công đoàn Việt Nam sốt sắng đạo đức bé nhỏ, xin được đón tiếp các công đoàn đến từ Đức Sơn Bùa cùng với cha Lê Jean Lê Trung hiện diện hôm nay. Và đến từ Mỹ, chúng con nước chủ nhà, ngoài cái linh địa này, chúng con hôm nay rất vui sướng được đón một vị khách quý cha đến với chúng con trong cái tình thân thương, cha Jacobe Trần Công Báo, cha hiện diện ở giữa chúng con. Và chúng con cũng rất hân hạnh đón tiếp cha John Kim Nguyễn Ngọc Tám và Jean-Marie Bùi Phạm Tráng. Xin giới thiệu hai cha cùng với các công đoàn, cùng với các công đoàn đến từ Vương quốc Bỉ nhiều lắm, công đoàn Quyết-Sên, công đoàn Cục Khe, công đoàn Angres, công đoàn Liège, và đó thì chúng ta có cái sự hiện diện đông đảo và như vậy. Không biết tôi có còn quên, vâng, ồ, người xa vẫn là người thương mến công đoàn chúng ta, công đoàn xung họp của chúng ta hàng năm. Cha Phaolô Huỳnh Chánh năm nào cũng rất yêu thương và dẫn một phái đoàn đến từ nhiều công đoàn của Anh Quốc mà họ đang hiện diện ở giữa chúng ta. Và đặc biệt có một người trưởng nghi cho thánh lễ hôm nay là người của Anh Quốc. Xin hân hoan đón chào cha Phaolô cùng tất cả các công đoàn đến từ Anh Quốc. Nhưng mà chúng con muốn vinh dự để giới thiệu hai vị phó tế mới được truyền chức cách đây vài tháng thôi. Và hôm nay hai thầy cùng hiện diện ở giữa chúng ta cùng với các chủng sinh của giáo phận đang tu học tại Đại chủng Việt Nam Uyên. Xin kính giới thiệu hai thầy phó tế hiện diện ở giữa chúng ta cùng các thầy chủng sinh. Giờ đây có lẽ điểm vinh dự hơn nữa của chúng ta đó là đến từ Việt Nam. Mà đến từ Việt Nam, con sung sướng được đón tiếp cha Francisco Xavier Nguyễn Thiện Nhân thuộc giáo phận Huế, nhưng cha đang tu học ở bên Pháp cùng với cha Bạc La Bê Nguyễn Đình Phục cũng thuộc giáo phận Huế. Chúng con xin giới thiệu với cộng đoàn. Xin mời hai cha. Và cho con được thêm phần lòng trọng giới thiệu để không có thiên quá về phía Nam. Sơ Maria Phạm Thị Toán hiện diện nữa, và con được biết có một sơ tổng về trên dòng Giáo Minh Lạc Sơn hiện diện ở đây, sơ Minh. Sơ Thủy ở Đức, nhưng mà cũng đều đến từ Việt Nam. Chúng con rất thân thân và vui vẻ mà có chỗ của chú sơ ở trên này, ngồi trên này, xin mời chú sơ với thầy. Ở đây đang còn chỗ nhiều lắm. Vâng, còn các sơ ở Bonn nữa, xin mời các sơ. Đây, Quốc cũng đặt cái niềm vinh dự trong những y tế lễ. Xin mời các sơ. Và có một điều không phải cân bằng giới thiệu trước khi con khởi sự thánh lễ, đó là ca đoàn mà chúng ta đang có là năm nay đặc trách chính, đó là ca đoàn Thánh Linh đến từ Giáo sứ Ngư Vương các thánh từ đạo Việt Nam, từ Hòa Lan, cùng với sự trợ lực của các ca đoàn đến từ Đức và từ Bỉ. Xin mọi người cho một tràng pháo tay để mừng cái người hướng dẫn ca đoàn hôm nay, đó là chính Nguyễn Kim Lãnh và tất cả ca đoàn cùng hiện diện hôm nay. Xin hết lòng cảm ơn. Rồi ban giúp lễ thì đến từ Mỹ. Và đó, như vậy bây giờ chúng ta có thể khởi sự thánh lễ được chưa? Tôi xin mời mọi người cùng đứng lên, và chúng ta trước khi
cùng nhập tiếng với ca đoàn cho lời ca tiếng hát dâng về mẹ Maria trong thánh lễ kính mẹ hôm nay. Xin mọi người dành một phút im lặng để chúng ta bước vào mầu nhiệm mà chúng ta cử hành. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Nguyện xin ân trùng và bình an của Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Thiên Chúa Cha và ơn thông điệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em. Lòng thương xót của Thiên Chúa bao la, Chúa mời gọi chúng ta về nơi đây để đón nhận lòng thương xót đó. Mẫu gương của lòng thương xót chính là mẹ Maria. Mẹ cầu cùng Chúa cho chúng ta, miễn là chúng ta thành tâm thống hối. Giờ đây đầu thánh lễ này, để bước vào mầu nhiệm thánh, chúng ta cùng nhau thành tâm xin Chúa tha thứ cho mọi lỗi lầm yếu đuối, để đi vào nguồn ân sủng bao la của Chúa, đặc biệt qua thánh lễ này. Tôi thu nhận cùng Thiên